Bên Hà Giang em có chơi đội Minh Đức không? Được, em đứng trên nhà em đó. Em làm về mảng gì? Bằng đếm tiền. Cái giấy bán, giấy giấy gửi quen, tên anh. Làm về mảng cơ khí. À, ngò. Đúng không? Thế lại cùng ngành nghề với ông anh này. Đúng không? Ngày xưa. Được. 98 tuổi, à nhầm, sinh năm 98. Dạ quá. Anh chỗ nào thấy người đấy? Có vợ chưa em? Sắp có à? Đây anh có đứa em gái. Vừa đi mua xe vừa đi tìm vợ luôn. Đấy, không phải tìm em ạ. Mua luôn. Ra tận chân trời. Đếm đi em. Đếm đi em. Em đếm cho anh. Chốt kèo đi. Chốt đâu? Em. Chốt đâu? Em này sinh năm 96. Đấy. Không cần có bằng em ạ. Về chị khắc tập dạy lái. Hãng hàng không Trăm Bâm Airline. Em đếm tiền, em tài trợ. Nhận đôi cho anh 3 triệu nhé. Chương trình này. Không bớt được em ạ. Đấy. Bớt cả người luôn. Học cái giá mà. Không thể bớt được nữa rồi. Tí ra Lộc làm ăn may mắn. Xin chào. Hello. Đấy. Em chắc là phải làm từ năm 15 tuổi à? Em á? Em đi học về từ lúc 2013. 2013. 75, 85 rồi. Mở xưởng, tự mở xưởng rồi. À, mới gọi là làm to thì được gần 1 năm. Thế thôi, ai cũng có bước đầu tiên đấy, ngon rồi. Cái này đã làm to rồi, mình còn chưa làm nhỏ nhỏ lên này. Đấy. Tí về tí nữa anh em mình ship em này cho em ra 23 đây. Đấy, ship em nhỏ nhỏ xinh xinh này thôi. Em mới chở cơ khí. Cơ khí. Đó. Đằng xa xa là các bác ở tận 36 thân yêu. Đấy. Đang xem em thùng kín. Anh em thả đấy không phải được, anh thêm cho em đi em để cho giá 300 thì còn em bán được. Anh em không cần tí đâu. Vâng, Trọng ơi. Trọng ơi. Trọng ơi. Vâng, giá đấy thì em bán được, chứ anh em đúng không? Không biết ở khu này có chỗ nào em lắp thêm một ít tiền luôn. Nắp lên trên của em thì chịu chết không có. Nắp gì em? Cái vè này trên em nhiều hơn. Nếu để đặt ở em vào Nhật Đức ấy, TikTok ấy, bảo nó ship về cho. Nếu mà ở khu gần đây có luôn. Không có, ở gần đây không có. Cái vè ít tên thành phố thì có, chứ ở đây là huyện thì không có. Đấy. Đây, em này thì có khá là nhiều kỷ niệm với mình. Đấy. Và mình phải đánh bóng, tỉa tót, vợn sơn bao nhiêu lâu, chăm chút nó bao nhiêu lâu. Thì cái dòng xe này thì dường như hiện tại thì mình cũng không kinh doanh nữa. Mình chuyển sang làm những cái dòng xe to hơn. Cho nên để cho em nó cũng một cái giá hợp lý. Đấy. Đây, bây giờ mình làm chuyên về những dòng Kia và Olin. Tải nhẹ và tải trung từ 2 tấn cho đến là 9 tấn. Đó. Còn những dòng 5 tạ thực sự là mình vẫn có nhưng mà ít. Ít. Đấy. Thì mong tất cả anh em thông cảm. Có thể là alo cho mình tìm kiếm hộ cho cũng được. Còn đâu là đến với mình thì mình sẽ tư vấn chuyên về những cái dòng xe trực tiếp tại bãi, là về những chiếc Kia K2007, K3000, K140, K165. Đấy. Và dòng kể cả một số những chiếc xe máy điện cũng thỉnh thoảng kinh doanh. Đó, chiếc xe đẹp giá hợp lý là kinh doanh. Olin cũng vậy. Đó, hôm nay là Thái Nguyên một ngày mưa đây. Thái Nguyên một ngày mưa. Đấy. Xe này về là em thay đầu máy đi. Em thay đầu máy. Là ok, ổn áp. Côn
dây côn dây số về cũng thay đi cho nhẹ. Đấy. Xe tàu thì nó cũng không được trọn vẹn như là xe hãng, nhưng mà về mình cứ kiếm ra tiền đã. Thì đấy, mưa khá là to anh em ạ. Thì nếu anh em đang thiện chí, em đang tìm kiếm những mẫu xe như thế nào, cần mình tư vấn thì cứ alo trực tiếp cho mình. Đấy, mình để số điện thoại hiện trên màn hình, mình tư vấn là hoàn toàn miễn phí nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.